Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với thời lượng của chương trình Thời sự 365, kênh thông tin tổng hợp liên tục những tin tức an ninh an toàn đáng chú ý trong nước và quốc tế đã diễn ra trong 24 giờ qua. Và tôi là biên tập viên Thùy Trâm, người sẽ đồng hành với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ đồng hành cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Tổng thống Putin đồng ý gặp Tổng thống Zelensky để đàm phán chấm dứt chiến tranh nếu hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Các bạn thân mến, chiến tranh là kinh hoàng và gây ra vô số hậu quả khủng khiếp. Thực tế, trong một thế kỷ qua, các cuộc chiến trung bình chỉ kéo dài trên dưới một năm. Bởi vậy, giờ đây cả thế giới đang gấp rút tìm ra giải pháp kết thúc xung đột giữa Nga và Ukraine. Khi ấy, Tổng thống Putin hé lộ mục tiêu cuối cùng của ông với quốc gia láng giềng và rằng nước Nga sẽ tiến tới một thỏa thuận ngừng chiến nếu như đạt được mục tiêu này. Odessa phải chăng là mục tiêu cuối cùng của Tổng thống Putin ở Ukraine? Tổng thống Vladimir Putin biết rằng số phận của Ukraine, khả năng tiếp cận biển và xuất khẩu ngũ cốc của nước này phụ thuộc vào Odessa. Nếu không có cảng Odessa, Ukraine sẽ biến thành đất nước bị cô lập với biển và sẽ khó mà tồn tại được. Ukraine từng là đất nước phát triển công nông nghiệp rực rỡ ở những thập niên 80 và 90 sau gần 30 năm tách khỏi Liên Xô và được lãnh đạo bởi các tổng thống và người Ukraine. Thì đất nước này trở thành một quốc gia thuần nông rõ rệt. Nếu Tổng thống đương nhiệm Zelensky mà để mất nốt Odessa, thì đất nước Ukraine không những thuần nông mà còn là nước nghèo, kém phát triển nhất nhì thế giới. Có chăng chỉ đứng trước vài nước châu Phi. Bởi vậy, Odessa, cảng ngũ cốc ra thế giới của Ukraine, được cho là một thách thức và cũng là mục tiêu cuối cùng của Tổng thống Vladimir Putin khi ông ấy phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong bài phát biểu hôm 21 tháng 2, trước khi ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2, ông Putin đã chỉ ra rằng Odessa là nơi chứa chấp những kẻ tội phạm và nói rõ ý định của ông là bắt giữ họ và đưa họ ra trước công lý. Nếu Nga giành được quyền kiểm soát Odessa, sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận biển của Ukraine ở một mức độ nào đó, khả năng tiếp cận thực phẩm của thế giới. Nếu không có thành phố này, Ukraine sẽ trở thành một quốc gia không có biển. Odessa là chìa khóa. Về mặt quân sự, đây là mục tiêu có giá trị cao nhất nếu bạn kiểm soát được nó, tức là bạn đang kiểm soát Biển Đen. Gần 6 tháng sau cuộc chiến, Odessa vẫn đang kháng cự quyết liệt và chưa bị quân đội Nga khuất phục. Cuộc sống hàng ngày diễn ra bình thường trong thành phố với các nhà hàng và nhà hát opera đều mở cửa, mọi người nhâm nhi cà phê trên phố Deribasika. Dù vậy, nỗi bất an âm ỉ thường trực vẫn bao trùm thành phố cuối cùng người Nga sẽ tấn công và Odessa ở nơi được nhắm tới. Tổng thống Putin đồng ý gặp Tổng thống Zelensky đàm phán chấm dứt chiến tranh. Các nguồn tin ở Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng Tổng thống Nga Putin cho biết ông đã sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine để đàm phán về việc chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài nửa năm giữa hai nước. Về phần mình, ông Zelensky cũng bày tỏ việc sẵn sàng gặp gỡ với Tổng thống Putin tại vùng Donbass miền nam Ukraine do có nhiều vấn đề phức tạp liên quan tới bản chất của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các cuộc đàm phán trong tương lai phải tính đến cả vai trò của Mỹ và Liên minh châu Âu-EU. Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chấp nhận cho phép các bên thứ ba như Pháp, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian truyền tải thông điệp giữa Kiev và Moscow. Thổ Nhĩ Kỳ còn cung cấp địa điểm để các bên ngồi lại đàm phán. Tuy vậy, các nước trên vẫn không thể giải quyết nỗi bất an cố hữu của người Nga cũng như nỗi sợ hãi mang tính sống còn của Ukraine. Do đó, họ chỉ có khả năng hạn chế trong việc kêu gọi lệnh ngừng bắn hoặc thiết lập một thỏa thuận được cả Nga và Ukraine chấp nhận nhằm chấm dứt xung đột. Do vậy, việc chuẩn bị cho một giải pháp ngoại giao là điều cần thiết vì cuộc chiến tranh có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của các bên. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đến thăm Ukraine và tổ chức cuộc họp ba bên với người đồng cấp Ukraine Zelensky và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Lviv hôm 18 tháng 8. Trong khi đó, Tổng thư ký Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và cho rằng khu vực này cần phải được phi quân sự hóa. Phải nói rằng, bất kỳ thiệt hại tiềm tàng nào đối với Zaporizhia đều là tự sát. Cơ sở này không nên được sử dụng như một phần của bất kỳ hoạt động quân sự nào, thay vào đó cần có thỏa thuận để tái lập cơ sở hạ tầng dân sự thuần túy của Zaporizhia và đảm bảo an toàn cho khu vực, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho hay. Về phần mình, ông Erdogan cũng cảnh báo thảm họa hạt nhân tương tự như Chernobyl ở Ukraine có thể xảy ra trong bối cảnh hai bên tham chiến tố nhau pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trước tình hình tại Zaporizhia, Tổng thống Zelensky cũng lên tiếng kêu gọi Liên Hợp Quốc đảm bảo an ninh tại nhà máy.
Tuy nhiên, Nga cáo buộc đang có kế hoạch bắn phá khu vực nhà máy Zaporizhia từ các trận địa ở Nikopol, bên kia sông Dnipro. Trong khi tình báo quân sự Ukraine ngày 13 tháng 8 cảnh báo Nga chuẩn bị một đợt khiêu khích mới ở nhà máy Zaporizhia, các cáo buộc quân đội Nga bố trí pháo tự hành ở thị trấn gần đó và ngụy tạo bằng chứng để đổ lỗi cho lực lượng Kiev tấn công nhà máy. Chiến dịch quân sự của Nga chiếm ưu thế ở miền đông Ukraine và miền nam Ukraine. Việc chuyển trọng tâm và một mặt trận thu hẹp hơn tạo cho Nga nhiều cơ hội đạt mục tiêu đề ra, trong đó có mục tiêu lập hành lang trên bộ từ bán đảo Crimea đến miền đông, miền nam Ukraine hoặc xa hơn nữa. Tuy nhiên, Nga vẫn còn thiếu những mảnh ghép do bản đồ hành lang trên bộ đầy tham vọng, trong đó có mảnh ghép Mariupol và Odessa. Mariupol là thành phố cảng chiến lược nằm bên bờ biển Azov. Mariupol từ lâu được coi là thành phố cảng công nghiệp quan trọng của Ukraine, với cảng biển lớn nhất ven biển Azov và sở hữu nhà máy luyện kim Azovta bậc nhất châu Âu. Hồi cuối tháng 4, Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Mariupol sau khi các binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov thực hữu buông súng đầu hàng. Việc kiểm soát Mariupol sẽ giúp Nga thiết lập hành lang đường bộ an toàn, nối liền lục địa Nga và lãnh thổ ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine với bán đảo Crimea. Điều này tạo điều kiện cho Nga hợp nhất hai cánh quân ở đây, tăng sức mạnh cho đợt tiến công mới vào các khu vực khác của Ukraine, thay vì dàn quân để bao vây và tấn công Mariupol. Còn Odessa là thành phố cảng quan trọng nhất của Ukraine, nằm trên Biển Đen và cũng là nơi có cảng biển lớn nhất thời Liên Xô. Odessa là cửa ngõ trọng yếu cuối cùng có thể giúp Ukraine kết nối với thương mại toàn cầu. Một đất nước mạnh mẽ trong thời đại hiện nay buộc phải hướng ra biển với những cảng biển lớn và phát triển. Liên bang Nga vốn không sở hữu một cảng nước ấm đa năng cả về kinh tế lẫn quân sự nào bằng một nửa Odessa. Như vậy, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự và quốc gia láng giềng về việc kiểm soát Odessa sẽ là một mũi tên trúng nhiều đích. Trong bối cảnh đó, giới chức chính phủ Kiev rất sợ mất Odessa. Họ điều quân bảo vệ cảng biển quan trọng này, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc trong việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc. Mới đây, Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận định cuộc phản công của Ukraine sẽ không thể diễn ra thành công và các lực lượng của Nga sẽ kiểm soát toàn bộ bờ biển đen. Ông đã gọi những bài báo trên truyền thông Mỹ gần đây cho rằng Nga tổn thất 80.000 quân ở Ukraine là hoàn toàn vô lý. Theo cựu quan chức Mỹ, con số chính xác hơn là khoảng từ 30.000 đến 14.000 binh lính Nga, trong khi lực lượng của Ukraine tổn thất từ 60 đến 70.000 người. Bình luận về những bài báo trên của người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov đã gọi những con số được đưa ra về thương vong của Nga là giả mạo. Ông cũng chỉ trích các hãng truyền thông đã đăng tải những bài báo sai sự thật này. Lần gần đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga đã cập nhật số thương vong là vào cuối tháng 3. Theo đó, con số chính thức là 1.351 binh sĩ chết và 3.825 binh sĩ bị thương. Khi được hỏi về tình hình chiến trường hiện tại, cựu quan chức Lầu Năm Góc cho biết phần lớn lực lượng Nga đang nghỉ ngơi và tái tổ chức lực lượng để thực hiện chiến dịch tấn công mới. Ông cũng dự đoán quân đội Nga sẽ giành được cảng chiến lược Odessa và biến Ukraine trở thành một quốc gia không có biển. Đức vừa khoe thành tích chịu đòn thì đòn mới từ Nga sẽ làm Đức khó gượng kịp. Quý vị và các bạn thân mến, ở một diễn biến khác trên mặt trận kinh tế, người đứng đầu cơ quan quản lý năng lượng của Đức hôm thứ Năm cho biết nước này gần như chắc chắn sẽ không đạt được mục tiêu dự trữ khí đốt khi đối mặt với sự siết chặt nguồn cung của Nga. Ngày 14 tháng 8, nhóm GIE, đại diện cho các công ty điều hành cơ sở hạ tầng khí đốt ở châu Âu, công bố số liệu khiến người dân Đức hết sức an tâm phấn khởi. Theo đó, các cơ sở dự trữ khí đốt của Đức đã đầy trên 75% vào ngày 12 tháng 8, đạt mục tiêu sớm 2 tuần so với kế hoạch. Trước đó, Đức đặt mục tiêu đạt mức dự trữ 75% vào ngày 1 tháng 9, các mục tiêu tiếp theo là 85% vào ngày 1 tháng 10 và 95% vào ngày 1 tháng 11. Nhằm góp phần giúp Đức tránh một cuộc khủng hoảng khí đốt vào mùa đông trong bối cảnh châu Âu quyết đấu năng lượng với Nga. Người Đức có lý do để lạc quan với thành tích trong mục tiêu thứ nhất, thế nhưng sau đó thì sao? Trang The Locker, phiên bản Đức hôm thứ Năm trích xuất lời của Kaula Müller, chủ tịch cơ quan mạng liên bang phát biểu: "Tôi không biết đến việc chúng tôi đạt được các mục tiêu dự trữ tiếp theo nhanh chóng như mục tiêu đầu tiên." Ông cho biết mục tiêu tiếp theo, 85% công suất vào ngày 1 tháng 10, không phải là không thể, nhưng chắc chắn là rất thảm vọng. Cụ thể, Müller cho biết, chúng tôi thiếu hụt mức trung bình 95% vào ngày 1 tháng 11 trong tất cả các dự báo của mình. Đồng thời nói thêm, có cơ hội đạt được điều đó vì một số kho lưu trữ bắt đầu ở mức rất thấp. Trong tình trạng cái khó bó mọi cái, Müller cảnh báo các công dân của nền kinh tế hàng đầu châu Âu rằng sẽ không có giải pháp thay thế nào ngoài tiết kiệm năng lượng. Ông nói, đó không chỉ là một mùa đông mà ít nhất là hai mùa đông, và mùa đông thứ hai có thể còn khó khăn hơn. Chúng ta phải tiết kiệm rất nhiều xăng trong ít nhất một năm nữa. Nói một cách rõ ràng, sẽ có ít nhất hai mùa đông căng thẳng.
Ông cho biết tình trạng thiếu hụt trong những tháng lạnh giá 2022-2023 là có thể xảy ra ở một số vùng. Cụ thể, sự thiếu hụt lúc đầu có thể chỉ tạm thời và sau đó là có thể dựng lại hoặc lặp lại nhiều lần. Đức phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga và lượng khí đốt giao hàng đã giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng về cuộc chiến Ukraine. EU cáo buộc Moscow sử dụng năng lượng như một vũ khí trong cuộc xung đột, nhưng cũng phải nhắc lại rằng các khoản thanh toán khí đốt cho Nga bị EU chơi bằng cách giam lại ở ngân hàng, không cho chuyển về Nga, nên dẫn đến bị Nga trở lại bằng cách bắt trả bằng đồng rúp để buộc các khách hàng phải đến tận ngân hàng Nga bỏ ngoại tệ ra mua rúp. EU tố Nga vi phạm hợp đồng thanh toán thì Nga lại lách bằng việc đổ cho yếu tố kỹ thuật bất khả kháng nên đành phải giảm lượng khí đốt chuyển sang châu Âu. Sau khi nguồn khí đốt giảm xuống 40% công suất của đường ống Nord Stream 1 vào hồi giữa tháng 6, thì Nga đã bóp nguồn cung xuống 20% vào cuối tháng 7. Tất cả lý do đều là tuabin trục trặc hoặc chưa có đồ thay thế do tuabin nằm trong danh sách phương Tây trừng phạt không chuyển lại cho Nga. Có thể thấy việc Nga cắt giảm công suất liên tục nhưng Đức vẫn đạt được 75% trữ lượng là nỗ lực vượt bậc. Nhưng theo Karl Müller, nỗ lực đó giống như lò xo đã bung hết cỡ và khó bung thêm nữa. Trong bối cảnh Đức hướng tới ngày 1 tháng 10, đạt được 85% dự trữ khí đốt thì Nga lại vừa ra đòn mới theo chiêu thức cũ. Gazprom cho biết ngày 31 tháng 8 tới ngày 2 tháng 9, thiết bị nén khí còn vận hành duy nhất của hệ thống đường ống Nord Stream 1, dòng chảy phương Bắc 1 sẽ được tiến hành bảo trì định kỳ cùng hãng Siemens và trong thời gian này sẽ không có khí đốt vận chuyển từ Nga tới châu Âu. Nếu bình thường, việc nghỉ bảo dưỡng 3 ngày không phải là điều gì to tát, nhưng phía Nga còn thông thêm là trong trường hợp không bị lỗi kỹ thuật, hệ thống sẽ vận hành trở lại sau thời gian bảo trì. Đảm bảo việc vận chuyển với công suất 33 triệu mét khối khí trên ngày, tương đương 20% công suất thực tế của đường ống. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu có lỗi kỹ thuật thì sao? Việc vận chuyển khí đốt sẽ dừng đến bao giờ? Và nếu dòng khí không chịu chảy đúng tiến độ, thì Đức sẽ lấy gì để bù đắp cho hoàn thành mục tiêu vào ngày 1 tháng 10 và 1 tháng 11? Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Nếu quý vị thấy hay, đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video hấp dẫn nhất hàng ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!